Xin lưu ý mến chào quý bà con và các bạn nha. Thì hôm nay tiếp tục đến nhà vườn Ngân Nguyễn giao lưu phôi hoa giấy Mỹ rất là đẹp nha bà con. Dáng thế rất là đẹp mắt. Bà con mình nên giao lưu phôi để mình về mình chơi cái dịp này, mình ghép Tết mình có mình trang trí mình ngắm nha bà con, rất là đẹp luôn. Hoa giấy Mỹ. Thì mình mời bà con và các bạn cùng gặp Ngân Nguyễn rất là quen thuộc để chi tiết hơn ạ. À. Anh Trăng ơi. Dạ em chào anh Liêm ạ, à. Chào cô chú anh chị trên kênh Liêm Nguyễn ạ. À. Hôm nay nhà vườn em có vài một số phôi giấy Mỹ. Cái này em đã hận chậu cây sống khỏe đâm tượng hết nha cô chú. Bầu rễ nó ra trắng hết nha cô chú. Đầu tiên là em xin giao luôn một cây phôi giấy Mỹ. Mã số 1. Em sẽ chi tiết cho quý cô chú anh chị mình xem tham khảo ạ. À. Chiều cao là 90. Hành là 24 ạ. À. Cây này để đẹp hết quý cô chú. Đặc biệt bên vườn của em là khi ship thì em ship nguyên cái chậu này luôn nha quý cô chú. Em bao sống bao ship toàn quốc luôn. Cây là em bao sống trong vòng tháng mặc dù nó đã đâm tược hết nha quý cô chú. Cái này em cắt tỉa lại. Mã số 1 này em giao lưu là 300k, bao ship bao sống toàn quốc ạ. À. Tiếp theo mã số 2 cũng là một cái phôi giấy Mỹ. Những cái vết đen ở đây là mấy cái nhánh nha quý chú, em đã cắt tỉa sẵn rồi, em tha keo lại trên nó liền rồi nha quý chú, chứ không phải là hẹo gì hết. Mặt cắt của nhánh hả? Nếu có hẹo là em sẽ báo luôn nha quý chú. Chiều cao là 55. Hoành là 24 ạ. À. Cây đế rất là đẹp luôn, cây này già lắm nha quý chú. Theo mã số 2 này em cũng giao lưu là 280k, bao sống bao ship toàn quốc luôn ạ. À. Khi ship này em ship nguyên chậu như vậy luôn. Cô chú mình về cái này mình có thể ghép luôn vẫn được hết cô chú. Cái này nó đã đâm tược cao rồi. Tại vì những cây kia em cắt tỉa á, em gặt bớt á. Mấy cây này nó đã đâm tược. Chiều cao là 85 ạ. À. Hoành là 24. Cây đế già hết cô chú. Mã số 3 em xin giao lưu là 300k. Tiếp theo mã số 4 cũng là một cái phôi giấy Mỹ luôn ạ. Những cái phôi này là nó đã đâm tược rất nhiều nha quý chú. Do là em cắt tỉa cành em chét keo lại á. Chiều cao là 70 ạ. À. Hoành là 23. Cái này là vết bứng chạy một xíu nha quý chú. Cái này ha keo từ từ nó liền rồi không sao hết. Mã số 4 em cũng giao là 280k, em bao phí ship ạ. Cái phôi này tông cao dài không nè bà con ơi. Dạ ghép đá luôn. Mã số 5 cũng là một cái phôi giấy Mỹ luôn. Chiều cao là 70. Hoành 22, cây này một củ rễ đặc rất là đẹp hả cô chú. Cái này là nhánh dư hả cô chú, em cắt tỉa cho nó hợp dáng. Cái này cô chú mình về có thể ghép liền được luôn hay là mình cắt tỉa theo kế hết của mình á. Mã số 5 em xin giao luôn là 280k, em bao sống bao ship toàn quốc ạ. Khi ship là em ship nguyên chậu luôn hả cô chú. Nhận hàng thì được kiểm tra hàng trước khi thanh toán ạ. Tiếp theo mã số 6 cũng là một cái phôi giấy Mỹ luôn ạ. Chiều cao là 85. Hoành là 25 ạ. À. Cây này có hai chi rất là đẹp. Củ đế đặc lắm chú già. Mã số 6 xin giao lưu là 300k. Mã số 7 cũng là một cái phôi giấy Mỹ luôn. Cái phôi này quá trời cành luôn nha quý chú. Cái này mình về mình có thể cắt tỉa bớt là mình để gì mình ghép vẫn được ạ. À. Cái này ghép nhiều màu. Chiều cao là 60 ạ. À. Hoành là 28 ạ. À. Cây này có củ đế đặc. Mã số 7 em xin giao luôn là 300k, bao sống bao ship toàn quốc ạ. À. Khi ship là em ship nguyên chậu luôn nha chú. Đặc biệt bên vườn của em là ship nguyên cái chậu nhựa này cho quý chú anh chị luôn ạ. À. Giờ mình thở thùng chậu nha quý chú. Chiều cao là 70. Hoành là 23. À. Những cây này nó đã sống như đâm tược non hết rồi. Mã số 8 em xin giao lưu là 280k. Cây vô chậu nha bà con, mình mới hình dung ra được cái dáng cây mình mua về như thế nào. Mã số 9 cũng là một cái phôi giấy Mỹ luôn ạ. Chiều cao là 70. Hoành là 27 ạ. Cây này củ đế đặc rất là già không cô chú.
những cái này là cái cành thừa em đã cắt đi không chú, ha keo từ từ là nó sẽ liền lại dưới cái mặt cây luôn. Mã số 9 em xin giao luôn là 280k, em bao sống bao ship toàn quốc luôn ạ. Mã số 10 cũng là một cái phôi giấy Mỹ luôn ạ. Chiều cao là 55. Hoành là 24 ạ. Cây củ đế đặc rất là đẹp lắm. Mã số 10 em xin giao luôn là 300k, mình dần ghép nguyên cái tàn nhiều màu đó luôn, cũng rất là đẹp. Mã số 11 cũng là một cái phôi giấy Mỹ luôn ạ. Chiều cao là 70. Hoành là 26 ạ. Cây này mình có thể ghép 3 chi tán dầu tàn dù rất là đẹp. Mã số 11 em xin giao luôn là 300k, em bao sống bao ship toàn quốc luôn ạ. Khi ship em ship nguyên chậu luôn ha cô chú. Tiếp theo mã số 12 cũng là một cái phôi giấy Mỹ luôn ạ. Cây này một cốt, một cốt luôn cô chú. Đây mình dần ghép nguyên tàn đây, đây một chi, đây một chi nha. Chiều cao là 1m5 ạ. Hoành là 26. Cây này già củ đế đặc. Đế sổ cao. Mã số 12 em xin giao luôn là 290k, em bao cái ship ạ. Mã số 13 là một cây yến long. Yến bay. Ở đây mình có thể giờ ghép một chi đây, cái này coi rất là đẹp luôn không chú, mình đánh một cái tàn dụ trên đây. Cây này dán quán ba cho bài lắc. Chiều cao là 1m ạ. Hoành là 24 ạ. Cái này cô chú mình về ghép theo hết rồi nha. Mã số 13 em xin giao là 280k. Đặt lại nhìn dán ngoài nó rất là đẹp luôn chú. Cái này ba tàn. Mình có thể ba chi mình có thể ghép vô ba cái nhánh này ba màu không chú. Nó lên một cái tàn gật gỡ vong rất là đẹp. Hoành là 25 ạ. Chiều cao là 60. Mã số 14 em xin giao luôn là 280k, bao phí ship ạ. Cây củ đế đẹp luôn. Mã số 15 cũng là một cái phôi giấy Mỹ luôn ạ. Cây này mình dành ghép nguyên cái tán đi không chú. Dạ lên. Này dán bài đẹp nha mọi người. Quá trời cây này đẹp nè. Chiều cao là 75. Hoành là 31 ạ. Cây này củ đế rất là đẹp luôn. Mã số 15 em xin giao luôn là 300k, em bao khuyến ship. Đặc biệt phôi bên em là em bao sống không cô chú, trong vòng tháng không ấy thì cô chú cứ liên hệ bên em. Tại vì cây này em đã nuôi ra gửi rồi nó đâm tược hết rồi. Do em sửa cây á, em cắt bớt tược á. Chiều cao là 65. Hoành là 24 ạ. Mã số 16 xin giao luôn là 280k, em bao cuốn ship ạ. Khi ship là em ship nguyên cái chậu nhựa này cho cô chú chị mình luôn ạ. Mã số 17 cũng là một cái phôi giấy Mỹ. Chiều cao là 70 ạ. Hoành là 26 ạ. Cái này mình dành ghép 3 chi nha cô chú. Mã số 17 em xin giao luôn là 300k, em bao khuyến ship, bao sống toàn quốc luôn ạ. Mã số 18 cũng là một cái phôi giấy Mỹ luôn ạ. Cái này em đã phân chia sẵn cho cô chú anh chị mình về, mình chỉ cần ghép thôi. Nếu mình không hút chi nào thì mình cắt bỏ bớt cũng được. Chiều cao là 65. Hoành là 24 ạ. Cây này có một vết chày nhẹ ở đây cô chú, em đã ha keo rồi, từ từ nó liền ạ. Mã số 18 em xin giao là 280k. Tiếp theo mã số 19 là một cây dán long ạ. Cây này rất là đẹp ha cô chú. Chiều cao là 85. Hoành là 27 ạ. Mã số 19 em xin giao luôn là 290k, em bao phí ship ạ.
một con rồng 290. Tiếp theo mã số 20 cũng là một cái phôi giấy Mỹ luôn ạ. Chiều cao là 65. Quanh là 25 ạ. Mã số 20 em xin giao luôn là 290k bao phí ship ạ. Tiếp theo là một cây số 21 là một cây giếng bay ạ. Cây giếng bay thật sự rất đẹp nha quý anh chú. Ủ đế này mình về mình ghép tàn tàn ra. Cái ra tượng rất là đẹp luôn. Chiều cao là 90. Quanh là 25 ạ. Mã số 21 em xin giao luôn là 280k bao phí ship. Mã số 22 cũng là một cái phôi giấy Mỹ luôn ạ. Chiều cao là 80. Quanh là 25 ạ. 24 và là 24. Mã số 22 em xin giao luôn là 280k. Mã số 25 là một cây giếng bay ạ. Ủa mã số 23 xin lỗi cô chú. Mã số 23 là một cây giếng bay 2 tầng. Nên mình giờ mình có thể ghép thêm một chi, thêm một chi không cô chú. Ghép thêm một chi cũng vẫn được ạ. Chiều cao là 90. Quanh là 29. Cái này là giống như dấu quyền vậy không cô chú, rất là đẹp luôn. Dấu quyền. Dán quyền được 2 mâm. Mã số 23 em xin giao luôn là 290k em bao phí ship 3 sống còn quá ạ. Khi ship là em ship luôn cái chậu nhựa rồi luôn nha cô chú. Chú mình về mình chỉ cần để đó mình ghép thôi, mình không cần hình chậu nữa. Chiều cao là 80. Hoành là 23. Mã số 24 em xin giao luôn là 270k em bao phí ship ạ. Mã số 25 là một cái phôi giấy Mỹ luôn ạ. Chiều cao là 70. Quanh là 24 ạ. Mã số 25 em xin giao luôn là 280k bao phí ship ạ. Khi ship là em giữ nguyên chậu này luôn đó cô chú. Mã số 26 là một cái phôi giấy Mỹ thôi ạ. Chiều cao là 75. Quanh là 25 ạ. Cái này quá chạy một xíu nữa ha keo không chú. Còn này quá cắt của nhánh. Xây sát nhẹ thôi ha. Cái này cắt từ từ nó liền là không sao ha chú, nhẹ thôi. Này bức cày da nhẹ thôi, xây sát nhẹ thôi. Mã số 26 xin giao luôn là 300k ba phí ship ạ. Mã số 27 cũng là một cái phôi giấy Mỹ thôi ạ. Chiều cao là 65. Quanh là 23. Cây này rất là đẹp không quý chú. Có cái giếng đây tự nhiên gãy móc đây nó họ xuống. Mã số 27 xin giao luôn là 270k bao phí ship ạ. Khi ship thì em ship nguyên chậu nguyên bàn cho quý chú anh chị mình luôn ạ. Tiếp theo mã số 28. Cây này giếng thì rất là đẹp không quý chú. Mình dành ghép đen chi đen chi đen chi ba chi tam tài. Chiều cao là 80. Quanh là 22 ạ. Cây đế sổ rất là đẹp luôn. Cây này đế sổ dài rất đẹp không chú. Mã số 28 em xin giao luôn là 290k bao phí ship ạ. Tiếp theo mã số 29 cũng là một cái phôi giấy Mỹ luôn ạ. Chiều cao là 85. Quanh là 25 ạ. Cây dán bay. Mã số 29 em xin giao lưu là 300k bao phí ship ạ. Tiếp theo mã số 30 là một cái phôi giấy lùng lực ha quý chú. Cái này giờ mình ghép được 3 chi luôn. Chiều cao là 65. Quanh là 31 ạ. Cái này mình giờ mình đánh cái tàn qua đây đẹp lắm. Rất là đẹp. Mã số 30 em xin vô luôn là 300k.
Mã số 30 cũng là mã số cuối cùng anh em ạ. Đặc biệt bên vườn của em là em bao ship cho quý cô chú anh chị mình, em bao sống luôn, khi ship là em giữ nguyên chậu luôn hả cô chú. Tất cả những phôi bên em đã đâm chồi non hết rồi, do em xử lý em lặt bớt chứ em bao cho quý cô chú cây này là đã sống khỏe rồi. Cuối clip em xin kính chúc quý cô chú có một buổi xem kênh vui vẻ, làm ăn phát tài. Em chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Rồi em chào Ngân, mến chào bà con nha. Hẹn gặp lại bà con những clip tiếp theo. Nhà vườn của Ngân Nguyễn giao lưu nguyên cái chậu như vậy. Bà con mình dễ hình dung ra cái cây mình về để trồng cái dáng là sao đẹp như thế nào ha. Bà con dễ giao lưu hơn. Hy vọng bà con sẽ yêu mến và chốt đơn. Rồi chào bà con, hẹn gặp lại bà con ạ.